Hôm nay sẽ trao đổi với các bạn về một số vấn đề chúng ta cần lưu ý trước khi bước vào đo bác tín lượng một bài toán. Như các bạn đã biết thì đo bác tín lượng nó là một công tác rất quan trọng trong việc lập dự toán, là một công tác cốt lõi, trung tâm và nó chiếm nhiều thời gian nhất của việc lập dự toán. Nếu như mà trong quá trình mà chúng ta làm đo bác tín lượng mà sai thì dẫn tới việc mà kết quả dự toán nó sai là điều đương nhiên. Do đó nên chúng ta cần lưu ý vấn đề này. Một số bạn thì khi nhận được hồ sơ ấy, thì chúng ta cứ chăm chăm vào đi là bóc tách ngay, tính ngay như kiểu miến liền ấy, không chú ý gì đến vấn đề hồ sơ. Nên là tôi xin lưu ý các bạn một số vấn đề như sau. Thứ nhất đấy, khi chuẩn bị đo bóc tín lượng thì chúng ta cần tuân thủ theo những cái bước như sau. Nhất là nghiên cứu kỹ bản vẽ. Nghiên cứu kỹ bản vẽ để làm gì? Nghiên cứu kỹ bản vẽ để cho chúng ta nắm được mối liên hệ tương quan với các bộ phận của các công trình đối với nhau, của công trình đối với nhau. Khi mà nắm được các cái bộ phận rồi thì và hiểu được sự liên hệ giữa các bộ phận với nhau thì giúp ta quyết định phân tích khối lượng một cách đúng đắn. Đó. Mà khi mà nhìn đọc bản vẽ này, nghiên cứu bản vẽ, chúng ta cần phải biết được quy mô của công trình này. Đấy, số tầng, số chiều cao, cấu tạo tổng thể của công trình. Rồi là cấu tạo của các bộ phận kết cấu ra làm sao, cấu tạo của các cái bộ phận kết cấu, hình dáng, mặt cắt, tiết diện, vân vân. Cái điều thứ hai là cái bước thứ hai mà chúng ta cần lưu ý, đó là cái bước phân tích khối lượng. Thì là tức là phân tích khối lượng tức là phân tích các loại công tác thành từng khối lượng để tính toán. Đấy, thế nhưng mà cần chú ý là khi phân tích thì nó phải phù hợp với quy cách đã quy định ở trong cái định mức và đơn giá dự toán. Thì cái quy cách như thế nào thì tôi sẽ có một buổi nói sau, và một clip nói sau đối với các bạn, để các bạn hiểu quy cách của từng loại công việc. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ cần hiểu nôm na quy cách là cái gì. Quy cách của mỗi loại công tác là bao gồm những yếu tố mà nó có ảnh hưởng tới sự hao phí về vật tư, về nhân công và về máy thi công, và ảnh hưởng tới giá của từng loại vật tư đó. Thì quy cách của công việc nó gồm cái gì? Thứ nhất là bộ phận công trình, là móng, tường, cột, dầm sàn, mái, vân vân. Cái hai là vị trí, mức độ cao thấp tầng 1, tầng 2. Đấy. Cái thứ ba là yêu cầu về kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật cao hay thấp, yêu cầu như thế nào? Đây, ví dụ đây yêu cầu kỹ thuật đây. Hình khối là cấu tạo của nó có đơn giản hay phức tạp. Chúng ta thấy là hình khối của trong xây dựng cơ bản là các hình đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Vật liệu xây dựng, ví dụ như ở đây, vật liệu được quy định bê tông Mark 200 đá 1 đến 2. Và về biện pháp thi công bằng thủ công hay là bằng máy. Các bạn cũng lưu ý một vấn đề nữa là những công tác mà có một trong các yếu tố vừa như tôi vừa nêu ấy khác nhau thì là có quy cách khác nhau. Cùng một loại công tác thế nhưng khối lượng có quy cách khác nhau thì phải tính riêng. Ví dụ như cùng công tác bê tông nhưng mà bê tông sàn khác bê tông dầm, bê tông dầm cột tầng 1 khác bê tông cột tầng 2, dầm tầng 2 vân vân. Đó, chúng ta lưu ý vấn đề đấy. Nữa là chúng ta phải hiểu được hiểu rõ được từng bộ phận quan hệ có bộ phận hình khối cấu tạo và phân tích khối lượng để tính cho nó đơn giản hơn. Phân tích khối lượng nó như thế nào? Ví dụ như tôi có một cái mặt cắt móng như thế này. Đấy. Thì nếu chúng ta để cả một cái hình khối như này chúng ta tính toán thì nó rất là phức tạp và khó khăn cho công tác tính toán. Do đó chúng ta phân ra nó làm ba loại khác nhau. Thứ nhất là cái hình hộp chữ nhật. Đây. Có chiều dài là 1 mét, chiều cao là 1 mét, chiều rộng là 220 nhân với lại 220. Cái thứ hai là hình chóp cụt. Có mặt cắt tiết diện hình thang cân. Đấy, có chiều cao là 200, rộng trên mặt là 320 và rộng đáy là 1200. Cái thứ ba là hình hộp chữ nhật. Đây. Có chiều cao là 250 và chiều rộng là 1,2 m. Đây là hình hộp chữ nhật, đây chính là cái mảng dưới này, cái đế. Thứ tư là cái hình hộp chữ nhật dưới cùng, tức là cái bê tông lót. Vậy thì khi mà chúng ta phân tích ra như thế thì chúng ta tính từng bộ phận nó rất là đơn giản cho cái việc tính toán, chứ không như chúng ta tính toán toàn bộ. Bước tiếp theo là tìm kích thước tính toán. Chúng ta phân tích ra các hình khối cần tính toán rồi thì chúng ta phải tìm được kích thước tính toán của nó. Như vừa rồi tôi đã nêu ra kích thước tính toán ấy. Ví dụ như là hình thứ nhất, chúng ta phân tích ra là hình thứ nhất là hình hộp chữ nhật có chiều cao ở đây là 1,45 m x 220 x 220 ở đây
chính là cái hình này. Cái thứ hai đó là cái hình chóp cụt có mặt cắt tiêu diện hình thang cân, có chiều rộng ở đáy là 1m2 x 1m5. Đây chính là cái chiều rộng vành đáy dưới này, và đáy trên là 400 x 320, và mặt cắt của nó thì là hình thang cân, cắt qua này thì là hình thang cân. Cái hình thứ ba ấy thì nó là một hình hộp chữ nhật, có chiều cao là 250, chiều rộng là 1m2 đây, và chiều dài là 1m5. Đây chính là cái hình một hình này. Hình thứ tư nào cũng là một hình hộp chữ nhật, tức là cái phần bê tông lót dưới móng đấy, có chiều rộng 1m4 x 1m7, chiều cao là 1m 100, tức là 0,1m. Vậy thì khi chúng ta đã phân tích cho thành các hình đơn giản mà chúng ta có được kích thước như vậy thì khi chúng ta tính toán nó rất dễ. Khi tính toán và trình bày kết quả thì các bạn lưu ý là bao giờ chúng ta cũng trình bày theo cách lợi dụng tối đa các cái thông số, các hệ số chung, các bộ phận giống nhau, và trình bày theo cái trình tự đó là gì? V bằng N nhân dài nhân rộng nhân cao. Như các bạn thấy ở trong bài giảng mà tôi trình bày ở đây. Đây, khi trình bày chúng ta luôn luôn trình bày theo trình tự là V bằng N nhân dài nhân rộng nhân cao sâu. Trong đó V là khối lượng chúng ta cần tính toán, N là bộ phận giống nhau, D là chiều dài, R là chiều rộng và hoặc là chiều cao, chiều sâu, C là chiều cao hoặc chiều sâu. Đó. Thì chúng ta trình bày theo như này. Suốt một bản hồ sơ chúng ta luôn trình bày như thế này, khi mà chúng ta kiểm tra lại nó rất là dễ dàng cho cái việc kiểm tra. Thì một số cái công thức mà chúng ta cần nhớ khi mà lập dự toán ấy, trước hết là cái công thức tính diện tích thể tích của các hình khối đơn giản. Như chúng ta thấy là các cái mặt cắt tiết diện của các cái bộ phận công trình xây dựng đa số là các mặt cắt đơn giản như hình chữ nhật này, hình tròn, hình vành khuyên, hoặc là hình trụ, hình hộp chữ nhật. Đấy, hình lăng trụ, vâng. Thì các cái công thức tính diện tích của các bộ phận này, thể tích của bộ phận này chúng ta cần đặc biệt phải nhớ. Và khi mà chúng ta làm việc, chúng ta đo bóc thì chúng ta không được quên. Mà tốt nhất là tôi khuyên các bạn nên có một cuốn sổ tay toán học, bởi vì mà chúng ta dùng nhiều quá, lâu quá không động tới thì nó sẽ quên công thức của cái hình đơn giản chẳng hạn. Ví dụ như hình vành khuyên là một cái hình mà rất là khó nhớ, hoặc hình lan quạt chẳng hạn. Đôi khi bản thân tôi cũng không thể nhớ được hết. Cái thứ hai ấy, đó là cái công thức 3 độ cao. Đây, công thức này của bạn, công thức 3 độ cao. Công thức 3 độ cao này nó rất là phức tạp, nhưng cũng rất là đơn giản. V bằng H trên 6, H là chiều cao của cái hình chóp này, nhân A nhân B cộng C nhân D, cộng A nhân C cộng A cộng C nhân B cộng D. Các bạn phải nhớ công thức này, bởi vì công thức này luôn luôn áp dụng. Mà nó áp dụng nhiều nhất trong trường hợp nào? Đây, áp dụng nhiều nhất trong khi mà chúng ta tính toán cái hình chóp, hình chóp cụt của cái bộ phận cái móng này. Và hai nữa là tính khối lượng công tác đào đất, vân vân. Khi mà chúng ta đào vát này chẳng hạn, bốn mặt là vát, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tính là một cắt hình thang được. Cũng được, nhưng mà sao số nó lớn hơn. Và công thức này là công thức thử nghiệm, trong thi công người ta cho phép dùng, và cái độ chính xác nó cao hơn, cũng được nhiều người tin tưởng sử dụng hơn rất nhiều. Mà tôi thường dùng công tác này, công thức này. Thì có một cái ví dụ nhỏ nhỏ cho các bạn, đó là hãy tính toán khối lượng đào đất và khối lượng bê tông gạch vỡ lót móng chống móng hoàn bằng mặt cắt như hình ở dưới này. Đây, chúng ta có một cái mặt bằng móng hoàn toàn là móng băng. Thì hoàn toàn là móng băng cả, không có gì cả. Thì cái móng này, khi chủ yếu cái bài tập này cho các bạn là làm quen với này cái các bước mà chúng ta bóc tiên lượng thôi. Bước thứ nhất đó là chúng ta cần phân tích bản vẽ. Thì nhìn bản vẽ chúng ta thấy là móng có hai loại. Hai loại móng, tức móng M là có móng trục ngang. Móng M mọc M1 là hai móng trục dọc. Móng M có kích thước là 1m và móng M1 có kích thước là 1m2 chiều rộng. Chiều sâu thì các bạn xem mặt cắt là móng M có chiều sâu là 1m. Móng M1 cũng chiều sâu 1m, hai cái móng này có chiều sâu như nhau, chỉ khác mỗi cái diện tích mặt cắt ở bên dưới thôi. Như vậy thì nghiên cứu bản vẽ chúng ta đã có như vậy. Hãy phân tích khối lượng. Có hai móng, đây chúng ta thấy là có hai móng M
M1 và 5 móng M2. Hai móng M1 có kích thước là 14,4 nhân với 1,2 nhân với 1 là chiều sâu, nhưng 14,4 các bạn lưu ý đó là kích thước theo tim. Theo tim. Khi tìm kích thước chúng ta phải cộng thêm, nếu chúng ta tính dọc theo chiều dài của M1, đào thông suốt của móng M1 thì chúng ta phải cộng thêm một nửa của móng M nữa. Bên đây một nửa và bên trục bên này một nửa. Như vậy là mỗi đầu chúng ta cộng thêm 500 nữa là 1 m. Vậy nó không phải 14,4 mét nữa mà nó là 15,4 mét. Đấy. Cái 5 móng M có kích thước là chiều dài rộng cao là như thế này. Vì chúng ta đã tính đào dọc theo này rồi, đào dọc theo móng M1 rồi, mà khi mà kích thước người ta lại đim theo tim trục. Do đó nên là chúng ta cần phải trừ đi cái phần chúng ta đã tính đào móng M1. Vậy chúng ta chỉ còn là 5 trừ đi 1,2 thôi. Mỗi bên một nửa, bên này một nửa và bên này một nửa là 1,2. Đó. Tính toán. Đây bảng tính toán chúng ta hãy trình bày theo tính toán như thế này. Có bảng dưới đây gồm có cột như số tự, nội dung công việc, đơn vị tính, số bộ phận giống nhau, kích thước dài rộng cao, khối lượng một bộ phận, toàn bộ phận. Thì các bạn trình bày theo cái bảng tính toán như thế này thì nó rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta kiểm tra lại các cái thông số của nó. Đấy. Rất là dễ dàng. Thì trong clip này tôi đã trình bày với các bạn vấn đề là chúng ta đo tiên lượng, các vấn đề cần chú ý, các cái bước cần làm. Còn một vấn đề chú ý nữa là khi chúng ta làm vào dự toán ấy, thì chúng ta phải chú ý đặc biệt đến các quy cách. Thì trong clip tới tôi sẽ nói về các cái quy cách của các loại vật tư hay của các loại công việc chúng ta cần phải nhớ để chúng ta áp dụng thuận lợi và phân tích công việc cho nó thuận lợi chính xác khi chúng ta lập tiên lượng dự toán. Các bạn có thể theo dõi các cái clip học bài viết nhiều hơn trên trang dự toán việt.com. Cảm ơn các bạn.